Hoan hỷ đón chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Phú Quý Tài Lộc. Lời đầu tiên thay mặt 30 tập của chương trình, xin kính chúc quý vị vạn sự như ý, phú quý, bình an, chiêm nghiệm được nhiều kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Và sau đây xin mời quý vị khán thính giả cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, thờ cúng tổ tiên từ trước đến nay vẫn luôn được biết đến là một nét đẹp văn hóa trong tín ngưỡng của người Việt. Đi cùng tín ngưỡng đó, bàn thờ gia tiên được xem là nơi mang đầy tính linh thiêng và trang trọng. Tại đây, những món đồ thờ cúng được lựa chọn và sắp xếp vô cùng cẩn thận, trong đó không thể thiếu đôi hạc thờ. Tuy nhiên hiện nay, nhiều gia chủ vẫn đặt đôi hạc thờ này sai cách. Điều này khiến thần linh của trách, tiền vàng thất thoát, thậm chí nếu không nhanh chóng thay đổi thì gia đạo sẽ gặp đen đủi triền biên, tán gia bại sản. Vậy cách bày đôi hạc trên bàn thờ thế nào mới đúng phong thủy để thu hút may mắn tài lộc? Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Trước tiên, ta hãy cùng tìm hiểu xem hạc thờ là gì. Hạc đồng thờ cúng là khí cụ không thể thiếu trong bộ ngũ sự và đóng một vai trò quan trọng trên bàn thờ gia tiên. Hạc thờ thường được chế tác dưới hình dáng hạc đứng trên lưng rùa, trên miệng thường ngậm hờ một cành sen hoặc một hạt minh châu quý. Ngày nay, hạc thờ có hai loại, đó là loại nhỏ đặt trên bàn thờ và loại lớn hơn thường được sử dụng để đặt dưới đất hai bên bàn thờ. Ông bà ta từ xưa vẫn luôn quan niệm rằng bàn thờ là nơi linh thiêng và trang trọng, vì vậy mà trên bàn thờ chỉ thờ những vật sạch sẽ. Đôi hạc đồng thờ cúng với hình ảnh khắc họa của loài hạc và loài rùa, đây vốn là linh vật trong trời đất, mang những nhân cách, phẩm chất cao đẹp, quý báu. Vì vậy mà hình ảnh hạc thờ cúng cũng thường hay xuất hiện tại các đình chùa, nhà thờ, đền miếu, thờ thần Phật, thánh. Với những gia đình có không gian bàn thờ quá hạn hẹp, bộ tam sự thường được sử dụng để thay thế cho bộ ngũ sự. Khi lựa chọn bộ tam sự, nhiều gia đình cũng thường lựa chọn đôi hạc thờ thay cho đôi chân nến, bởi chúng mang nhiều giá trị tâm linh cũng như giá trị phong thủy vô cùng sâu sắc. Để qua đôi hạc thờ, ông cha ta sẽ gửi gắm những thông điệp và bài học đến với con cháu đời sau. Với ý nghĩa trên, vậy có nên đặt đôi hạc trên bàn thờ hay không? Tuy đôi hạc thờ thường được sử dụng phổ biến trong thờ cúng, tuy nhiên không phải ai cũng biết được đôi hạc thờ có ý nghĩa gì và vì sao cần phải đặt hạc thờ trên bàn thờ gia tiên. Từ xa xưa, hạc đã được xem là loài chim tiên quý hiếm. Hình ảnh chim hạc là biểu tượng của sự tinh túy, thanh tao, thần tiên và thoát tục, là đại diện của các bậc tu sĩ hiền nhân. Bên cạnh đó, hạc còn là loài chim sống rất thọ, do vậy chúng còn được xem là biểu tượng của sự trường thọ. Trong tâm linh, chim hạc còn là biểu tượng của âm dương nhật nguyệt, giúp cân bằng vượng khí rất tốt. Mặt khác, hình ảnh rùa cũng được xem là linh vật của trời đất, tượng trưng cho sự cao quý, dám mạnh mẽ đương đầu với mọi khó khăn thử thách. Rùa có thân hình chắc chắn, cộng và có tuổi thọ rất cao, nên thường được ví như biểu tượng của sự trường tồn. Bên cạnh đó, rùa ăn ít và có khả năng nhịn đói tốt, nên cũng được xem là biểu tượng của sự thoát tục. Sự kết hợp giữa hai linh vật rùa và hạc là biểu tượng của thọ đổi thợ, thể hiện cho khát vọng trường tồn, may mắn, khỏe mạnh. Đó cũng là nguyện ước của con cháu gửi đến ông bà tổ tiên, mưu cầu cho một cuộc sống hạnh phúc, may mắn và phát triển thịnh vượng bền lâu. Có người còn cho rằng hình ảnh hạc rùa còn là sự hòa hợp hoàn hảo giữa âm dương trời đất. Điều này sẽ mang lại sự hài hòa cân xứng trên bàn thờ, giúp giữ cho cuộc sống của con cháu được yên bình, không bị ma quỷ hay các thế lực âm khí xấu quấy phá. Trong bộ ngũ sự,
đôi hạc đồng thờ cúng thường được đặt chung với đỉnh đồng và đôi chân nến. Trong phong thủy, việc đặt đôi hạc thờ cúng cùng với bộ đỉnh đồng như vậy sẽ tạo nên một thế vững chắc, đóng vai trò như một sợi dây kết nối tâm linh, huyền bí, kết nối hai cõi âm dương, giống như trục liên kết trong vũ trụ. Hình ảnh hạc ngậm viên minh châu là hình ảnh thể hiện cho sự trong sáng, là biểu tượng của đạo pháp. Còn hình ảnh hạc ngâm hoa sen lại là tượng trưng cho sự giác ngộ, vươn tới ánh sáng. Vì vậy gia chủ có thể dựa vào ý nghĩa của từng loại để lựa chọn mẫu hạc thờ phù hợp nhất. Để mang lại may mắn nhất, gia chủ nên chọn đôi hạc thờ sau. Đôi hạc thờ bằng đồng là khí cụ quan trọng trên bàn thờ cúng gia tiên, dòng họ hay tại đình chùa, miếu mạo. Xưa kia thì hạc thờ không quá phổ biến bởi giá thành của sản phẩm tương đối cao. Hạc thờ chỉ xuất hiện tại những ngôi đình chùa, miếu mạo hay những gia đình địa chủ, quan lại, vua chúa. Hạc thờ cúng được chế tác là hình ảnh chim hạc đứng trên lưng rùa, miệng thường ngậm cành sen. Ngoài mẫu hạc thờ đặt trên bàn thờ thì còn có những mẫu hạc thờ cỡ lớn trên 1 mét bày hai bên thờ cúng hay trước đình chùa. Bày trí hạc thờ trên bàn thờ cúng gia tiên trước tiên chính là thể hiện tấm lòng thành kính mà con cháu muốn dâng lên ông bà, tổ tiên. Đây chính là truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn được cha ông ta gìn giữ bao đời nay. Bàn thờ cúng là nơi kết nối đời sống tâm linh, giúp chúng ta có thể bày tỏ sự nhớ thương, biết ơn đối với những người đã khuất trong gia đình. Hạc thờ bằng đồng là dòng sản phẩm hiện nay được khách hàng tìm kiếm nhiều nhất khi lựa chọn hạc thờ cúng bởi những ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm này như giá trị thẩm mỹ cao. Hạc thờ chế tác bằng đồng cao cấp có màu ánh kim mang đến sự sang trọng, nổi bật cho không gian thờ cúng của gia chủ. Đặc biệt với những dòng sản phẩm khảm tam khí, khảm ngũ sắc hay giác vàng còn được khách hàng đánh giá rất cao về tính thẩm mỹ. Độ bền chắc tốt. Hạc thờ được đúc từ nguyên liệu đồng chuẩn sẽ có độ bền gần như là vĩnh cửu. Do vậy mà gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng truyền đời mà không lo hỏng hóc, rơi vỡ như những vật liệu khác. Giá thành hợp lý. Mặc dù giá thành của sản phẩm hạc thờ có cao hơn những sản phẩm khác như gỗ, gốm sứ, nhưng khi so sánh về giá trị sử dụng thì sản phẩm lại có giá trị sử dụng cao hơn rất nhiều. Nếu xét về bài toán kinh tế thì gia chủ nên lựa chọn hạc thờ bằng đồng. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị chế tác hạc thờ bằng đồng với nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau. Do đó khách hàng nên lưu ý tìm đến những cơ sở chế tác hạc thờ bằng đồng uy tín, chất lượng để an tâm khi sử dụng lâu dài. Sau đó gia chủ cần có cách đặt đôi hạc trên bàn thờ đúng chuẩn như sau. Bàn thờ gia tiên là khu vực linh thiêng và vô cùng quan trọng. Vì vậy mà việc bày trí các món đồ thờ cúng cũng cần phải được thực hiện tỉ mỉ. Không chỉ đôi hạc thờ mà bất kỳ món đồ thờ cúng nào khi bày lên bàn thờ cũng đều phải được đặt thật gọn gàng và đúng nguyên tắc. Có rất nhiều cách trưng bày hạc thờ trên bàn thờ gia tiên đúng phong thủy. Tuy nhiên khi trưng bày, gia chủ nên lưu ý về kích thước của đôi hạc để lựa chọn vị trí trưng bày phù hợp nhất. Nếu bàn thờ của gia chủ đã có đỉnh đồng thì lựa chọn kích thước hạc thờ theo cùng bộ với kích thước đỉnh đồng để tạo nên sự cân xứng. Còn nếu gia chủ sắm cả bộ tam sự đỉnh hạc thì nên lựa chọn kích thước phù hợp với bàn thờ cúng, bởi mỗi kích thước bàn thờ đều có riêng một kích thước bộ đỉnh đồng tương ứng. Màu sắc hạc thờ cúng là vấn đề gia chủ nên lưu ý lựa chọn màu sắc cùng với các vật phẩm thờ cúng khác trên bàn thờ để tạo nên sự hòa hợp. Trước khi đặt hạc thờ lên bàn thờ cúng, gia chủ lưu ý phải vệ sinh sạch sẽ hạc thờ bằng nước bưởi ấm hoặc rượu gừng hay ngũ vị hương để thanh tẩy mọi ô uế xung quanh hạc thờ bằng đồng. Hạc là vật thờ cúng linh thiêng, không nên đặt trong nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh
vì những khu vực này có nhiều uế khí, không có lợi cho việc hấp thụ năng lượng phong thủy. Đối với đôi hạt đồng thờ cúng cỡ lớn, gia chủ có thể đặt ở dưới đất tại vị trí hai bên bàn thờ. Khi đặt, gia chủ nên đặt theo hướng chầu vào bàn thờ để thu hút được nhiều vượng khí, may mắn cho gia đình và mọi người. Đối với hạt đồng thờ cúng cỡ nhỏ thì thường được đặt chung với đỉnh đồng và đôi chân nến trên bàn thờ theo thứ tự. Đỉnh đồng đặt ở giữa, hai bên ngoài lần lượt là đôi hạt đồng thờ cúng và cặp chân nến thờ. Tuy nhiên, gia chủ cũng có thể bày đôi chân nến trước rồi đến đôi chân hạt thờ sau, miễn sao trông đẹp mắt nhất là được. Bên cạnh đó, khi bày biện bàn thờ, quý gia chủ có thể bày thêm các phụ kiện đồ thờ cúng cần thiết khác như bát hương, mâm bồng, lọ hoa, ngai chén thờ, và bố trí sao cho bàn thờ cân đối, hài hòa và gọn gàng nhất có thể. Quý vị thân mến, trên đây là cách đặt đôi hạt thờ đúng chuẩn phong thủy giúp đem lại thịnh vượng, may mắn và tài lộc cho gia chủ. Bên cạnh vấn đề thì khi bố trí không gian thờ cúng, gia chủ cũng cần lưu tâm đến các vật phẩm khác. Có như vậy mới được thần linh phù hộ, gia đạo bình an, cầu được ước thấy. Sau đây là những nguyên tắc vàng cho phong thủy bàn thờ mà ai cũng nên biết. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Thứ nhất, về cách chọn hướng và vị trí đặt bàn thờ. Theo các chuyên gia, nguyên tắc bố trí bàn thờ gia tiên theo đúng vị trí sẽ chiếm hơn 80% giá trị phong thủy. Nếu chọn được nơi có khí trường tốt nhất, hợp với vận mệnh của gia chủ, sẽ mang đến nhiều tài lộc và sức khỏe cho toàn bộ thành viên trong gia đình. Đối với những căn hộ chung cư, không gian sinh hoạt bị hạn chế hơn, nên khi bố trí nội thất trong nhà, kiến trúc sư thường sắp xếp nơi thờ cúng ở không gian phòng khách thông thoáng khí với các loại bàn thờ treo, kích thước nhỏ. Lưu ý, không đặt ở vị trí có gió thổi hay ánh nắng chiếu vào vì nơi thờ cần tĩnh tâm. Đối với nhà phố, ngày nay với những ngôi nhà phố khi thiết kế nhà ở, khu vực thờ cúng thường được đặt ở một phòng riêng biệt tại tầng trên cùng của ngôi nhà. Tôn kính, trang nghiêm, không phạm vào phong thủy, đồng thời cũng rất thuận tiện cho việc cúng lễ và hóa vàng ngoài trời. Nguyên tắc bố trí bàn thờ gia tiên là tránh đặt dưới tầng trệt, bởi không thông thoáng, nhang khói khó thoát và làm giảm tính tôn nghiêm. Hướng bàn thờ cũng phải tốt với mệnh chủ, nên chọn các hướng diên niên, hướng phục vị, hướng sinh khí, hướng thiên y sẽ giúp gia đình gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sức khỏe trường tồn và tài vận thăng hoa tiến chức. Thứ hai, cần chọn kích thước và màu sắc bàn thờ phù hợp. Hiện nay trên thị trường có nhiều mẫu bàn thờ lựa chọn đáp ứng mọi nhu cầu của người dùng, tùy thuộc vào diện tích nhà. Gia chủ cần chú ý đo đạc chiều cao, chiều rộng hay chiều dài từ mặt đất hoặc mặt sàn nhà tới mép trên của bàn thờ để chọn được kích thước chuẩn nhất. Nếu rơi được vào các cung cát của kích thước lỗ ban là đạt chuẩn yêu cầu theo phong thủy. Nên chọn bàn thờ với gam màu trung tính như nâu, đỏ trầm, nâu vàng, vàng kem để tạo sự hài hòa và cân xứng với thiết kế ngôi nhà. Nguyên tắc bố trí bàn thờ gia tiên là không nên chọn màu sắc quá sặc sỡ, loè loẹt, vì phòng thờ là nơi tôn nghiêm, yên tĩnh, cần sự tôn trọng từ người thờ cúng. Thứ ba, cần có cách trang trí và bày biện bàn thờ đúng chuẩn phong thủy. Quan niệm của ông cha ta ngày xưa nói rằng phòng thờ tổ tiên gia đình được xem là thế giới tâm linh thu nhỏ. Đây là nơi cực kỳ thiêng liêng và trang trọng nhất để con cháu thể hiện sự biết ơn, lòng kính trọng đối với tổ tiên và những người đã khuất. Nơi thờ tự luôn cần được vệ sinh sạch sẽ và bài trí ngăn nắp để thể hiện sự thành kính mình đối với bề trên. Ngoài ra, bạn nên chọn nơi có gió không thổi quá nhiều nhưng phải có sự thông thoáng nhất định. Nguyên tắc bố trí bàn thờ gia tiên là phải đặt ở độ cao tỷ lệ với người trong gia đình, tránh làm quá cao, phải leo trèo thiếu an toàn, hoặc quá thấp, dễ bị va chạm và thiếu tôn nghiêm.
Việc bài trí bàn thờ gia tiên cần sự trang nghiêm nhưng không quá u tịch, vì nhà ở không giống như các đền chùa, miếu phủ. Ngoài ra, trên bàn thờ phải có đủ các vật cúng như bát hương, lư hương, mâm bồng, chóe bày, đèn nến, lọ hoa được bày cân đối với nhau. Cuối cùng, gia chủ cần lưu ý những điều sau khi bố trí bàn thờ gia tiên. Bài trí bàn thờ gia tiên đúng phong thủy, trang nghiêm và toát lên vẻ sang trọng vốn có của gia chủ. Tuy nhiên, khi bố trí bàn thờ gia tiên không phải vật gì cũng có thể sử dụng và đương nhiên cũng có những nguyên tắc riêng cần phải tuân thủ. Thứ nhất, không kê bàn thờ hướng trực tiếp với cửa và quá lộ liễu. Theo quan niệm phong thủy, nó sẽ làm thoát khí khiến chủ nhà không gặp may mắn. Trong những trường hợp ngôi nhà có diện tích nhỏ, không còn lựa chọn nào thì hãy dùng vách ngăn, rèm che phía trước và hai bên. Thứ hai, không đặt bàn thờ ở lối đi lại. Bàn thờ cần yên tĩnh, thanh tịnh nên không đặt gần lối đi gây ồn ào, hao tài lộc. Thứ ba, không kê gần nhà vệ sinh, nhà tắm. Việc kê bàn thờ dù là thờ thần Phật, tổ tiên thì không nên kê gần những nơi thiếu sạch sẽ, vì điều này sẽ làm mất đi sự trang nghiêm, thanh tịnh. Cách bố trí bàn thờ không đúng không chỉ giúp bàn thờ, phòng thờ trở nên đẹp hơn mà còn mang nhiều ý nghĩa tâm linh. Bố trí bàn thờ chuẩn phong thủy sẽ giúp cho nơi thờ cúng của gia đình bạn ấn tượng và trọn vẹn hơn. Bàn thờ tận tâm chúc bạn có thể tự mình trang trí bàn thờ thật đẹp và chỉnh chu để thu hút tài vận. Như vậy, việc trang trí bàn thờ gia tiên không chỉ giúp thể hiện lòng thành kính đối với gia chủ mà còn giúp cho không gian thờ trở nên trang trọng và trọn vẹn hơn. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp quý vị có được cách sắp xếp khoa học và hợp phong thủy đối với bàn thờ gia tiên nhà mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình ngày hôm nay và đừng quên ấn like và đăng ký kênh Phú Quý Tài Lộc để không bỏ lỡ những video hay nhất từ chúng tôi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.